Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, hai học sinh Phạm Hồng Thái và Võ Đặng Văn Thành học lớp 12 trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi đã thành công với dự án robot cứu hỏa. Robot này có thể vượt qua vật cản cao 20 cm, di chuyển với tốc độ tối đa 47 m/s, điều khiển và truyền tín hiệu ở khoảng cách 500 m. Với cơ cấu vòi phun 10 m và camera, hệ thống bánh xích cũng như bộ khung hoàn toàn bằng kim loại, robot có thể vào trong đám cháy quan sát, hỗ trợ dập tắt nguồn cháy, giúp việc chữa cháy hiệu quả hơn. Robot còn có thể mang đồ cứu hộ như mặt nạ, chống độc, quần áo chống cháy cho người bị kẹt trong đám cháy, giúp người còn bên trong thoát ra ngoài an toàn. Cái này thì theo tôi thì có khả thi vì trong công tác chữa cháy, bởi vì đây nó rất là hữu ích trong đấu với việc mà cho chiến sĩ chữa cháy số 1 để cầm lên chữa cháy. Đối với các trường hợp cháy lớn ở các đám cháy ở trong hang hầm sâu, trong kho toàn thì con người không thể khó tiếp cận được, thì sử dụng cái robot này để tiếp cận để dập tắt đám cháy. Với đam mê nghiên cứu khoa học và mong muốn hỗ trợ các chiến sĩ chữa cháy, từ năm lớp 10, Phạm Hồng Thái và Võ Đặng Văn Thành đã có ý tưởng lắp ráp robot cứu hỏa, được sự ủng hộ của cô Võ Thị Cẩm Hiền, giáo viên dạy môn vật lý và công nghệ của trường. Hai bạn bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng, nghiên cứu nhiều tài liệu về robot, cơ chế hoạt động, vật liệu để thiết kế robot. Trừ một số thiết bị vi mạch, camera phải đặt mua thì hầu hết các vật liệu để hình thành robot cứu hỏa đều được hai học sinh lên thiết kế, nhờ gia công và sau đó lắp ráp. Là học sinh cuối cấp nên quá trình hoàn thiện dự án robot cứu hỏa của hai bạn gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề thời gian. Thời gian học tập thì không có nhiều nên cố gắng sắp xếp rồi hai bọn chia ra cùng làm. Bọn em cùng hội ý, rồi ví dụ cùng hội ý cái đài, sang rồi bọn sẽ thiết kế, rồi bọn gạo qua cho em. Rồi em sẽ là người đi nhờ người gia công rồi lái về, rồi hơn người rốt. Trong quá trình hoàn thiện robot cứu hỏa, nhiều câu hỏi được hai bạn đặt ra như thiết kế robot như thế nào để di chuyển linh hoạt, robot sẽ sử dụng vật liệu gì để đảm bảo chịu được nhiệt độ cao, làm thế nào để người điều khiển liên tục theo dõi được nhiệt độ bên trong robot và quan sát được nơi robot đang hoạt động, thiết kế bộ điều khiển ra sao để điều khiển robot dễ dàng, linh hoạt, vấn đề tìm kiếm linh kiện thay thế khi hỏng hóc hay sự cố như thế nào. Tất cả những câu hỏi này đã được hai học sinh trường trung học phổ thông vượt qua tất cả với sự đam mê. Nhờ đó, dự án robot cứu hỏa của Thái và Thành đã được trao giải nhì tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2018-2019 vừa được tổ chức. Được nghiên cứu khoa học là một trong những cái thú vui của em, nên là bắt cái thời gian rảnh thì chúng em đều tìm tòi nghiên cứu những cái sách vở tài liệu về trên mạng rồi và những cái tài liệu bên ngoài, thì từ đó cho em có thể thiết kế, có thể thỏa mãn được cái đam mê của mình. Chúng em cũng rất mong muốn những sản phẩm như thế này được là phát triển ra thực tế, giúp hỗ trợ cho các chiến sĩ đẩy những công việc nặng nhọc cho con người, thay thế dần bằng robot. Khi mà tham gia khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thì cái điều quan trọng đó là phải có cái tính mới của sản phẩm. Khi mà đi cạnh tranh với tất cả các cái tỉnh khác thì có thể là có cái sản phẩm người ta làm rồi, nhưng mà phải có cái tính mới thì em mới thể hiện được cái tính mới. Ở nước ngoài người ta cũng có rồi, một số nước như Trung Quốc này khác là người ta cũng có. Nhưng mà cái giá thành của họ rất là cao, cái giá của họ đến vài trăm triệu. Nhưng mà em làm ở cái sản phẩm này thì khoảng 10 triệu thôi. Và với những cái thiết bị mà Việt Nam mình hoàn toàn có thể có được, em đã thành công trong cái thực nghiệm của mình tại cái phòng cháy chữa cháy. Dù đạt được thành công bước đầu nhưng Thái và Thành vẫn còn nhiều ý tưởng để tối ưu hóa hoạt động của robot cứu hỏa, chế tạo robot với kích thước lớn hơn, phát triển thêm nhiều mẫu mã để tạo thành một đội robot chữa cháy có thể ứng dụng trong cuộc sống.